Di Đỗ thân ái kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày 17 tháng 12 thì chưa đầy một tuần lễ nữa là tới mùa Giáng sinh quý vị. Hôm nay đầu tuần, bây giờ 7 giờ tối rồi, Di Đỗ sẽ xuống phố, Di Đỗ sẽ review lại trên đường phố mà mùa Giáng sinh sắp đến đó quý vị. Mùa Giáng sinh năm nào cũng vậy, thành phố của chúng ta họ trang hoàng, trang trí những cảnh đẹp, đèn chớp màu, hình cây thông Noel hay là hình những cây thông tuyết trắng, hang đá mang với ý nghĩa phong cách mùa Giáng sinh. Bây giờ Di Đỗ đang đi lên cầu vượt. Chốt giao thông này là chốt cây gõ quý vị. Ngày xưa đây gọi là vùng bên cây gõ. Quý vị ơi, Di Đỗ vẫn đang chạy trên đường Hồng Bàng ha. Khúc này là phường 6, quận 6. Đêm nay, Di Đỗ sẽ review xóm đạo bên Phạm Thế Hiển, quận 8 quý vị. Thì mục tiêu của Di Đỗ là đến đó để review lại những hình ảnh trang hoàng, hang đá, cây thông Noel. Những nhà thờ ở bên xóm đạo ấy họ trang trí rất đẹp. Di Đỗ cũng như mọi người, hàng năm đến mùa Noel thì chúng ta rất là rạo rực áo hức, bởi vì Di Đỗ là người có đạo. Còn ngay cả những người không có đạo thì họ cũng hưởng ứng vui tươi ha, họ cũng vui chơi và họ gọi đây là mùa Noel. Nhưng bên đạo chúng Duy của Duy gọi thì là mùa Giáng sinh. Giáng sinh là đấng cứu thế sáng giáng trần quý vị. Trước mặt đèn xanh đèn đỏ là đường Nguyễn Thị Nhỏ cắt ngang. Phía bên phải thì chạy vào bến xe Chợ Lớn. Và phía bên trái thì chạy ra Nguyễn Chí Thanh cũng như ra 3 tháng 2. Cơm tấm Cali nè em. Phần 29.000 à, cũng rẻ vậy ta. Sao có giá phần 29.000 ta? Kệ anh để kìa. Sài Gòn mà giá này thấy nó đã quá ha. Bữa nào ghé thưởng thức coi ngon không mà sao giá có rẻ quá. Không, nó để là 29.000 phần. Phần nó cần gì ta? Cái chừng vô trỏng cho cơm, cái cả 100.000, cái hỏi đó phần gì vậy chị? Đây là phần này phần nước đá. Cho nước suối bán 25.000. Quý vị ơi, trước mặt Di Đỗ phía bên trái á, ba cái tòa nhà cao sừng sững á, là ở Sài Gòn người ta gọi là tòa nhà Thuận Kiều á quý vị.
Ba cái tòa nhà này thì Duy biết là họ xây dựng vào năm 94 mà tới nay vẫn chưa xong. Đó quý vị xem ha. Họ xây xong đẹp nhưng mà lại chưa có người ở đầy đủ. Đó để Duy đổ review lại cái cảnh kinh doanh mua bán tấp nập ở bên Thuận Kiều ha. Đó. Đẹp không quý vị? Để Duy đợi trực diện luôn, Duy đợi trực diện là Duy sẽ review cảnh trực diện cho quý vị xem. Sự thật thì ở Sài Gòn thì những người mà họ đã từng biết nơi này thì họ cũng xem bình thường. Hay là những người Việt Nam đã xa xứ thì họ ít về Việt Nam, thì họ nhìn lại thì họ thấy cũng đẹp, hoặc là họ nhớ nhà thôi. Chứ đa số là Việt Kiều thì ở những nước văn minh như Mỹ, châu Âu thì cái sự hiện đại và văn minh ở bên đó lúc nào cũng hơn bên Việt Nam. Nhưng có một điều là họ nhìn lại, họ nhớ nhà, họ đỡ nhớ lại cái những nơi mà họ đã từng sống ở đây. Vậy thôi. Đó quý vị thấy đẹp không? À, Thuận Kiều thì ban đêm rất đẹp. Ở dưới người ta kinh doanh mua bán ha. Nó điểm sắm restaurant ha. Nó The Garden Mall ha. Đó. Và tất cả những anh chị em nào mà ở trong nước mà không có dịp ở Sài Gòn ha, thì cứ vào đây xem clip của Duy. Đó. Bây giờ Duy Đỗ sẽ tiếp tục dẫn dắt quý vị đi tiếp phố đêm nha. Trước mặt mình ngã tư cắt ngang đường Đỗ Ngọc Thạnh. Phía bên phải Đỗ Ngọc Thạnh thì chạy thẳng vào khu Sói Kình Lâm, Đồng Khánh. Còn bên trái thì đi vào khu chợ Tân Thành, mua bán đồ ô tô, mô tô, phụ tùng mô tô, xe Honda hai bánh. Duy Đỗ không dám chạy nhanh, Duy Đỗ chạy từ từ để Duy Đỗ review cái cảnh mà đèn người ta trang trí vào mùa Giáng sinh. Bây giờ Duy Đỗ quẹo vào Châu Văn Liêm, quẹo phải vào Châu Văn Liêm để Duy Đỗ qua hướng quận 8. Châu Văn Liêm, khu vực này là quận 5. Đường Châu Văn Liêm này ngày xưa là Tổng đốc Phương quý vị. Đó, góc bên phải là Rạp Thủ Đô nè, bây giờ là Tân Thủ Đô Hotel nè. Ngày xưa trên đường này có hai cái rạp hát lớn ha. Hai cái rạp cine lớn là Đại Quang ha, Toàn Thắng ha. Nhưng mà hai rạp này bây giờ không còn nữa quý vị. Duy Đỗ cắt ngang đây là Trần Hưng Đạo quý vị. Đó xa xa đó có cái bưu điện quận 5 trước mặt chúng ta đó, và có hình tổng trắng Tổng đốc Phương đứng á. Khúc này là Hải Thượng Lãng Ông quý vị. Và Duy Đỗ đang từ từ tiến lên cầu Trà Và. Để nói sơ lược về cầu Trà Và cho quý vị nghe.
Cầu Chà Và này là có hàng trăm năm rồi quý vị. Cầu Chà Và này bắc ngang con kênh Tàu Hủ và kênh Ruột Ngựa ha. Cầu Chà Và này là sự giao thoa văn hóa giữa người Ấn Độ. Ngày xưa họ đến đây, họ để mua bán vải vóc ha. Đó, mua bán giữa quận 8 và quận 5. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta hồi xưa hiểu nhầm người Ấn Độ là người đến từ Java, Indonesia. Cho nên họ hay gọi là Chà Và, Chà Và. Đọc trại trại chữ Java thành chữ Chà Và. Đó. Thì cái sự ám chỉ chữ Chà Và này là họ gọi là những người nào mà có da màu sậm sậm đen là họ gọi là Chà Và. Thì ngày xưa có một số sắc dân da sậm đen giống như là Ấn Độ, Indonesia, Manila, Philippines. Thì hình cho nên cái từ Chà Và mới có cái từ là người Mani. Người Mani tức là Manila quý vị. Manila tức là thủ đô của Philippines á, mà người Việt Nam chúng ta ngày xưa họ lúc đó thì hàng trăm năm rồi, nó có sự phát triển theo hồi đó thì người ta không hiểu phân biệt được đâu là Ấn Độ, đâu là người Philippines ha. Giống giống nhau thì cứ họ gọi là Chà Và, Chà Và là người Mani hết. Di Đỗ chạy đang chạy trên đường Cao Xuân Dục đó. Đây giờ đi hướng qua quận 8 rồi, đây là thuộc về quận 8 rồi. Di sẽ lên cầu Nhị Thiên Đường. Chạy. Hẻm cắt ngang là đường Lương Ngọc Quyền. Không có xe tải chạy đâu, đây tuôn vô nhà người ta làm tiêu tồn nhà người ta hết trơn. Đây là đi ngang chợ Lò Than quý vị ha. Đây chợ Lò Than bên phải đây. Nhà ăn 8 ở đây nè, nhà má ăn 8 đây nè em nhớ không? Cái logo này không biết ta làm cái gì đây. Đó.
Bây giờ bắt đầu bước vào con phố gọi là phố Xóm Đạo. Bắt đầu từ hôm nay là chúng ta đã thấy đèn hai bên đường này không quý vị. Đường này gọi là đường Phạm Thế Hiển nha quý vị. Đó. Ở đây thì hai bên phố đa số là 80-90% ở đây là người ta đều có đạo. Đó, người ta trang hoàng đèn. Đó, trước mắt là đây là một cái hang đá rất đẹp quý vị ha. Đó, họ đạo ở đây hàng năm người ta luôn luôn lúc nào cũng trang hoàng để hưởng ứng mùa Giáng sinh. Để nói mùa Giáng sinh nhắc lại là đấng cứu thế ra đời, Chúa giáng trần thôi vậy. Bây giờ Duy chạy tiếp, Duy sẽ review tiếp tất cả những cảnh đẹp ở trên con đường này. Hai bên đèn đuốc rất đẹp ha. Đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Có những người họ không có đạo, họ cũng ăn theo cái mùa Giáng sinh này đó. Đây ha, đó, rất đẹp ha. Đó, hình ảnh rất đẹp, hình Chúa hài đồng ha. Đó, ý nghĩa là Chúa Giáng sinh đó, đấng cứu thế ra đời quý vị. Bây giờ Duy đổ đi tiếp nha. Quý vị ơi, Duy Đỗ đẳng đang đi trên đường Phạm Thế Hiển nha quý vị. Ở khu này là phường 6, quận 8. Lưu cốt hiện hữu giữa đường làm mất đi cảnh quan vẻ đẹp. Duy Đỗ cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của Duy Đỗ. Clip Duy Đỗ review về đường phố vào mùa Giáng sinh. Và Duy Đỗ cảm ơn quý vị cho phép Duy Đỗ được tạm ngưng clip tại đây. Và Duy Đỗ sẽ tiếp tục review tiếp clip thứ hai.